Hello, xin chào các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trang chủ của shop Adidas ở Nhật Bản nhé. Thì nhân dịp cuối năm Black Friday ấy, thì Adidas thì giảm giá rất là nhiều, lên tới tận 50%. Thì hôm nay thì mình sẽ vào và mua một đôi giày. Thì tiện đây thì mình cũng sẽ là hướng dẫn các bạn cách mua luôn nhé. Thì trước tiên thì mình sẽ lướt qua một chút về cái túi may mắn của cái shop Adidas này. Thì nhân dịp cuối năm thì Adidas thường thường là tung ra các cái túi gói túi may mắn ấy. Thì các bạn có thể là bỏ ra một số tiền nhất định và các bạn có thể là mua được một cái túi may mắn. Thì như trên góc hình màn hình các bạn đang thấy là ở đây thì một man hai thì các bạn có thể là mua được tất cả là 5 bộ 5 món như thế này. Đấy, rất là rẻ nhé. Còn những bạn nào mà không thích mua túi may mắn thì các bạn có thể là vào đây để tìm giày dép này cũng như là quần áo. Thì như mình là nam thì mình sẽ chọn là men dử nhé, mình sẽ nhấn vào men dử đấy, và tiếp theo thì mình sẽ chọn giày là siêu dử cứ dử nhé. Đấy, ở đây thì cũng giảm giá rất là nhiều, lên tới tận là 50%. Đấy, đây là giày nhé. Còn không thì các bạn có thể là chọn sang quần áo. Đấy, nhấn quay lại và chọn sang quần áo là phước cử nhé. Đấy, cũng rất là nhiều, lên giảm giá lên tới tận 50%. Thì cái giá mà đang viết ở dưới này thì nó vẫn chưa là hiện giảm giá đâu nhé. Các bạn nhấn vào mua thì nó bắt đầu mới tính giảm giá cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ là mua một đôi giày nhé. Thì mình sẽ tìm và mua một đôi giày. Ở đây thì giày cũng rất là nhiều loại. Đấy, mình sẽ tìm và mua 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 một đôi giày Adidas màu trắng. Đây, mình sẽ tìm và mua đôi này nhé. Để mua cái đôi có logo màu nâu, màu tím. Đây nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua luôn. Thì đôi này là có giá là một man, giá gốc của nó là một man hai. Một man hai 100 yên nhé. Thì bây giờ mình sẽ nhấn mua. Đấy, các bạn có thể lướt qua xem các hình ảnh thực tế của nó. Thì đầu tiên là mình sẽ chọn cái cỡ giày. Mình sẽ đi mình size của mình là size 27. Thì đôi này cũng nó cũng có mấy màu như thế này. Đấy, màu đen và màu trắng. Nhưng mà mình thích màu nâu này hơn. Thì đôi này thì mình sẽ chọn size trước nhé. Ở đây thì có một số size là hết hết mẫu rồi. Thì mình sẽ chọn size 27 nhé. Và cho vào giỏ hàng. Đấy. Và nhấn vào là cá đồ ní để rửa nhé. Thì sau đây là xem. Thì đây, sau khi các bạn nhấn vào xem rồi thì nó sẽ tự động là giảm giá một nửa cho các bạn. Từ 1 phần 2 100 yên thì nó giảm xuống còn 6 sen 150 yên nhé. Tiếp theo thì các bạn nhấn là một nút màu xanh để chuyển sang cái phần thanh toán nhé. Thì ở đây thì đầu tiên là các bạn nhấn vào cái phần là thông tin tên cá nhân. Thì ở đây thì mình sẽ nhập cái họ tên của mình vào nhé. Mình họ tên mình sẽ nhập vào. Và tiếp theo là số bưu điện. Thì nó sẽ tự động hiển cái địa chỉ của mình. Các bạn chỉ nhập thêm phần địa chỉ phía bên sau là được nhé. Và địa chỉ cụ thể. Và tại đây thì các bạn nhập cái số điện thoại vào nhé. Và cuối cùng là các bạn nhập cái Gmail vào. Ở đây thì các bạn không cần phải đăng ký hay tài khoản cái gì cả. Mà các bạn chỉ cần là ghi như mình đây nhé, chỉ cần có Gmail và số điện thoại là các bạn có thể là mua mua được nhé. Đấy, đây là cái thông tin của mình. Tiếp theo thì các bạn chọn cái phương thức là gửi, thì các bạn ở đây các bạn có thể là nhận trực tiếp tại nhà hoặc là các bạn có thể là chọn nhận tại quán. Thì nếu mà các bạn chọn nhận tài khoản thì các bạn nhấn vào bên dưới nhé. Đấy,
Và tiếp theo thì các bạn có thể là chọn một cái số, một trong những cái số mà cái shop và có địa chỉ ở đây, và mình sẽ nhận trực tiếp tại nhà, nên là mình sẽ nhấn cái nút màu trên ở trên nhé. Và tiếp theo thì đến phần là chọn cái giờ nhận, thì ở đây thì mình sẽ chọn vào thứ hai là ngày 28 tháng 11, và tiếp theo là chọn cái giờ, khung giờ là từ 19 đến 21 giờ. Ở đây thì chuyển sang phương thức thanh toán, thì các bạn có thể là chọn rất là nhiều phương thức thanh toán nhé. Ở đây các bạn cũng có thể là chọn cái hình thức là trả sau, có nghĩa là hàng tới là các bạn mới thanh toán tiền. Thì như thế thì các bạn sẽ mất thêm 330 yên tiền gọi là phí hoa hồng nhé. Hoặc là các bạn có thể là chọn thanh toán qua Rakuten này, hoặc là PayPay. Thì rất là nhiều phương thức thanh toán nhé. Thì ở đây thì mình sẽ chọn phương thức thanh toán qua là thẻ Credit Tocado. Đấy, thẻ đặt trước. Ở đây thì có rất nhiều phương thức thanh toán. Thì hôm nay thì mình sẽ mua và chọn bằng phương thức thanh toán là Credit Tocado nhé. Ở đây thì các bạn chỉ cần nhập cái số thẻ vào. Các bạn nhập cái số thẻ vào bình thường nhé. Và sau khi các bạn nhập cái số thẻ vào rồi thì các bạn nhấn là xác nhận chuyên môn, là xác nhận đặt hàng. Nhấn nút màu xanh cho mình. Các bạn chờ một lát nhé. Thì như vậy là mình đã tiến hành đặt hàng thành công. Thì nó bảo là đã gửi cái thông tin qua mail, Gmail để xác nhận. Thì bây giờ mình sẽ vào Gmail nhé, để xác nhận lại nhé. Thì đây là cái mail của Adidas nhé. Thì ở đây thì nó bảo là các bạn có thể là hủy đặt hàng trong vòng 30 phút kể từ khi các bạn đặt hàng nhé. Và quá 30 phút thì các bạn không thể hủy được nữa. Thì những bạn nào muốn hủy thì các bạn copy cái mã số này, copy cái mã số này nhé. Và các bạn nhấn vào cái link màu xanh ở dưới này, cái màu xanh ở trên màn hình đấy, nhấn vào cái link này thì nó sẽ tự động chuyển sang một cái phần là tìm kiếm. Thì các bạn dán cái mã số này vào nhé, các bạn dán cái mã số này vào. Và tiếp theo là các bạn nhập cái Gmail của các bạn đấy, Gmail lúc các bạn đăng ký ấy, các bạn nhập cái Gmail vào. Và sau đây các bạn nhấn là chuyển sang vào phần tìm kiếm, thì nó sẽ hiện ra là cái phần cái thông tin của các bạn đặt hàng. Thì tại đây các bạn có thể là hủy được nhé. Thì nếu mà bạn nào muốn hủy thì các bạn nhấn vào cái dòng chữ là chuyên môn cancel đấy. Và sau đây thì các bạn là chọn cái lý do, ví dụ như là kích cỡ sai, giày sai này, hoặc là màu sắc sai, hoặc là phương thức thanh toán bị nhầm lẫn đấy. Thì ở đây thì các bạn có thể là nhấn vào đấy. Thì ở đây thì mình sẽ không hủy nhé, đây là mình muốn là hướng dẫn cho các bạn. Thì như vậy là mình cũng đã hướng dẫn các bạn đặt hàng thành công. Và đây là đôi giày của mình nhé. Đấy, giày của mình sau khi đặt thì cái size 27 thì cũng đã hết hàng. Thì các bạn hãy nhanh tay lên nhé. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.